Thưa quý khán giả, nút giao IC3 là một trong các cửa ngõ ra vào trung tâm thành phố Cần Thơ. Trong những năm gần đây, lưu lượng người và phương tiện qua lại tăng cao nên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Đặc biệt, vào mùa mưa lũ, khi triều cường lên đã làm cho khu vực này bị ngập sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Ban quản lý dự án 8 Tổng cục Đường bộ Việt Nam hiện đang triển khai công trình xử lý chống ngập tại nút giao IC3, khu vực trước siêu thị Go, đoạn nhánh N91 và quốc lộ 5 sông Hậu, thành phố Cần Thơ với tổng mức đầu tư hơn 24 tỷ đồng. Theo thiết kế kỹ thuật, công trình giữ nguyên quy mô, tiêu chuẩn tuyến hiện hữu, chỉ tiến hành nâng cao độ mặt đường, hệ thống thoát nước và các công trình hạ tầng liên quan để cải thiện tình hình ngập úng, đảm bảo giao thông trên tuyến. Tùy vào mức độ ngập của từng đoạn, mặt đường nhánh quốc lộ 5 sông Hậu và N91 sẽ được tôn cao từ 0,1 đến trên 0,5m, đảm bảo cao hơn mực nước triều cường trên 0,3m. Dự kiến công trình này sẽ hoàn thành trong 120 ngày.